không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Có lộn không vậy hả? Truy đó dám cởi hết đồ ra ở hồ suối nước nóng nói cho cô biết. Nè, hỏi thiệt chứ, cô cảm thấy ngực của cổ có sữa không vậy? Tôi luôn cảm thấy cổ có sữa thì phải. Sao tôi biết chứ? Muốn biết thì cô mời cổ tới chỗ chồng cô kiểm tra đi. Tôi thực sự rất mệt, tôi không muốn nói chuyện. Xin lỗi nha, tôi chỉ muốn tạo chút không khí thôi. Đàn ông sợ nhất là mất mặt, chỉ sợ kiếm hồn mượn cớ nói làm phi lấy cớ đi du lịch nhưng cố tình tới kiểm tra ảnh đó. Nhưng nếu kiếm hùng lấy chuyện này ra nói trước, một là cãi nhau, hai là lý dị, vậy chúng ta sao hả? Nếu thật sự xảy ra chuyện cứ nói do tôi làm, nó là do một tay tôi lên kế hoạch cố tình làm chuyện thị phi, tôi gánh được hết mà. Chắc chắn anh sẽ kêu Phi Phi tuyệt giao với chúng ta. Tôi lỗi, cô nghe tôi nói đi. Là tôi gây chuyện, cô không biết nên nghe theo lời tôi, cho nên chỉ tuyệt giao với tôi thôi. Hai người tiếp tục làm bạn thân, có chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể âm thầm giúp hai người. Sao còn phải lo cảm nhận của mấy người đàn ông xấu xa này chứ? Phụ nữ sau khi đám cưới sinh con xong, cả tính mạng của mình cũng không quan trọng bằng chồng và con. Tại sao sau khi một người phụ nữ gặp người đàn ông mà bản thân mình yêu thì sẽ biến thành ngu dại vậy hả? Người nào nói vậy? Người nào nói tôi chỉ quan trọng nhất là ông xã tôi và Gia Gia vậy? Còn hai người cũng quan trọng lắm đó. Tôi vừa mới gọi cho Kiếm Hùng, ảnh không nghe điện thoại. Hai người đoán có phải anh đang ở chỗ cô ta không? Dĩ nhiên là không rồi. Người phụ nữ đó tuyên chiến với cô chỉ là muốn ôm nhau chết chung, tại vì cô biết bản thân cổ căn bản không đóng lại cô. Cái này tôi biết. Ông xã và bà xã thì có giấy đăng ký kết hôn, còn với tiểu tam thì chỉ có thư tình. Một người đàn ông càng yêu một người phụ nữ thì sẽ càng đầu tư nhiều tiền vào người phụ nữ này. Cho nên cô cứ giữ bình tĩnh. Gia Gia cộng thêm căn nhà đều thuộc về cô hết. Kiếm Hùng sẽ không dễ dàng từ bỏ gia đình ảnh đâu. Vậy đó, chúng tôi ủng hộ cô hết mình. Hùng cái đã. Tôi phải về khách sạn. Anh không muốn làm rõ số sổ sách đó để tôi làm chung với họ, hay để họ nuốt phần tôi luôn? Đã không liên quan tới tôi nữa. Nhanh vậy hả? Tiểu Trương làm việc đúng là có hiệu quả. Xin lỗi Nhan Tổng, tôi nhất thời hồ đồ mất rồi. Các người thật sự không mong muốn công ty này rơi vào tay người tổng giám đốc như tôi hả? Cùng nhau làm sổ sách giả, muốn lật đổ tôi. Tôi không cam tâm, cô là một người vô tình thành công. Nhan thành công này, người nào cũng không tin. Anh nghe tôi nói đây, trong vòng 7 ngày, tôi muốn toàn bộ tiền đầu tư của hạng tổng chuyển hết vào tài khoản của ổng. Nếu không chuyển lại thì tiền trước đó tôi giúp các người kiếm được sẽ bị thu lại. Với lại giúp tôi che cái miệng của anh đi, không được ảnh hưởng tới danh dự của hạng tổng. Hiểu rồi. Quay về dùng phương án của hạng tổng, tiếp tục đẩy mạnh vào hạng mục này. Được, tôi biết rồi. Biết. Tôi về trước đây, tôi còn phải về nghĩ cách thu hồi đất bị mất. Bọn họ tiếp tục đưa ngân sách cho cô. Cô có thể đưa tôi coi thử. Kiếm Hùng, trước giờ chỉ có anh là thật lòng giúp tôi. Anh có thể từ bỏ tôi, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận anh từ bỏ thị trường nội địa lớn tới vậy. Lợi ích của chúng ta phải đứng chung với nhau mới có thể cùng nhau chiến thắng. Trước khi cái hạng mục công ty Trung Vũ này vẫn chưa đến tay, tuyệt đối không thể để Maureen biết được bất kỳ tin gì. Tiền đầu tư của tôi còn đang ở trong cuộc chơi, không hề lấy đi.
Kẻ xấu xa không lương tâm như anh. Lúc nghèo khổ thì tôi là bà xã đa năng, lúc có tiền thì tôi là bà xã người ở của anh hả? Tỉnh liền, tỉnh liền. Thời đại gì hả? Phụ nữ phải nhìn anh sao hả? Anh đợi bị cắp sừng đi. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi sẽ đi lằng nhằng, đi khách sạn, đi tìm trai, đi phong lưu, đi vui vẻ. Đạo đức luân vong, phụ nữ làm phản, phụ nữ phản thì sao chứ? Tôi sẽ không để anh sống tốt đâu. Thưa Kiếm Hùng, anh tưởng điều kiện giống như anh thì có thể một tay che trời hết hả? Anh đoán điều kiện như em thì dễ dàng có được không vậy? Em nói cho anh biết, em trả thù anh lớn nhất chính là dẫn con trai của anh đi sống chung với một người đàn ông khác. Sau đó dạy con trai của anh gọi hắn là ba. Anh sẽ khó chịu hơn cả cái chết nữa. Phụ nữ, phụ nữ độc ác lắm. Em có chuyện muốn hỏi anh. Kiếm Hùng, anh làm gì mà uống say dữ vậy? Nằm xuống trước đi. Anh biết rõ bao tử của bản thân không tốt, đừng nên uống nhiều tới như vậy chứ. Em đi nấu trà giải. Em vào nhà bếp tìm thử. Anh đợi em chút nha. Thấy đỡ hơn nhiều rồi. Lần này tới Nhật Bản, xảy ra rất nhiều chuyện đều là ngoài ý muốn cả. Anh nghĩ em cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Anh không cản trở được những người phụ nữ khác có cách nghĩ gì với anh. Nhưng mà anh hiểu rất rõ bản thân muốn có thứ gì và cần thứ gì. Những người khác nói gì cũng được, em không cần bận tâm. Chỉ cần anh không nói với em là anh thay lòng. Anh mãi mãi vẫn là ông xã của em, không ai có thể thay thế em. Ông xã em không bao giờ đem những chuyện bên ngoài không giải quyết được rồi mang về nhà. Chết rồi, tự nhiên làm mất điện thoại. Tôi thấy rất buồn đó Phong quá. Suy nghĩ nhiều quá làm gì. Cô nên học tâm trạng như Phi Phi. Thứ thuộc về cô trước sau gì cũng tìm lại được thôi. Tức là tôi tìm lại được điện thoại, Phi Phi và Kiếm Hùng có thể hàn gắn lại được. Cứ để tự nhiên đi chịu không. Thưa quý khách, điện thoại của quý khách đã để quên hôm qua đó. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn. Tìm lại được rồi còn sạc pin luôn mới tốt chứ. Dạ, hai người làm gì mà vui dữ vậy? Từ lỗi đó, tìm lại được cái điện thoại, cô cũng tìm lại được ông xã rồi. Nhìn mặt cô tươi tắn hẳn ra đó nha. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi quên mất tiêu rồi.
Người đàn ông nào mà ngu tới nỗi bỏ rơi bà xã đa năng của mình chứ. Ăn sáng đi. Cái ông chồng xấu xa. Đã nói trước sáng nào đúng 8 giờ cũng phải gọi cho tôi hết mà. Tới giờ này chưa chịu gọi. Để tôi lên mạng kiểm tra camera ở nhà đã. Bắt được anh thì biết tay tôi. Nhà cô có gắn camera hả? Dĩ nhiên phải gắn rồi. Nếu có thể được tôi gắn luôn ở trên người quảnh luôn. Hai người có biết có bao nhiêu người đàn ông mượn cớ bà xã không có ở nhà đã dẫn người phụ nữ khác về nhà làm bậy không? Ấy, có phát hiện. Cho coi nè. Uống tới say xỉn. Anh đã hứa với tôi bàn chuyện làm ăn không uống rượu mà. Bàn chuyện làm ăn không uống rượu, không lại uống sữa hả? Má mi vợ. Má mi. Ba với má ảnh vào lúc ảnh còn nhỏ đã qua đời hết rồi mà. Chỉ có cô nuôi hai anh em ảnh khôn lớn. Tự nhiên kêu má là sao đây? Nghe, điện thoại của tôi không bắt được sóng. Cho mượn gọi về cho Gia Giai đi. Không được, không được. Không phải đâu, gọi cho Gia Giai đó. Ơi, để coi hết trước đã. Mấy cô gái của bà làm gì vậy? Không biết tiếp đãi khách gì hết trơn à. Có lộn không vậy? Cái gì? Tới quán ba bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn dĩ nhiên tới quán ba, không lẽ đi thư viện hả? Tóm lại đi quán ba là không được. Bây giờ tôi lập tức, bây giờ Hồng Kông sống chết với anh. Trời ơi, ngồi xuống. Bây giờ anh có dẫn người phụ nữ khác về nhà không? Có phải cô muốn cùng ảnh cãi nhau tới ly dị không? Có phải muốn ảnh qua bên nhà cô ảnh khiếu nại, nói là cưới lầm cô không? Nếu không á thì coi như hết chuyện, giống như Lam Phi vậy. Hả? Xảy ra chuyện gì tôi không nhớ gì hết. Vậy đó. Hiện giờ với điều kiện tốt như chúng ta, tại sao phải nhịn chứ? Ồ, nè nè, bên kia có anh đẹp trai kìa. Trắng trẻo lại đẹp trai. Hay là chúng ta qua đó cùng ảnh chụp tấm hình chọc tức ông xã tôi chơi. Cô bớt xàm chút đi. Nè, nhưng nhìn anh chàng đó thấy quen lắm. Có phải chúng ta ở sân bay gặp qua không? Trời, nhìn mặt anh chàng đó giống như sắp bị gái bỏ tới nơi vậy. Cô gái đó nhìn cũng không thèm nhìn ảnh nữa. Ai chụp lén em gì? Không có. Em đi nhà vệ sinh lát. Ồ, chắc chắn cô gái đó đi vào nhà vệ sinh để gọi cho người đàn ông khác. Để tôi qua đó tám một chút. Tôi đi canh chừng cổ. Nè, vậy tôi cũng giả bộ đi chung. Em biết anh tới Nhật đi công tác, nên em mua vé máy bay qua đây với anh nè. Ai ngờ ảnh lại đi theo em qua đây. Hình anh chụp cho em đẹp lắm. Anh đang ở đâu vậy? Sao em tìm hoài mà không gặp được anh chứ? Cho dù em và anh lén lút đi chăng nữa, em cũng sẽ chia tay với ảnh thôi. Em nhớ anh lắm đó. Anh lo công việc của anh trước đi. Tới lúc anh cảm thấy muốn xuất hiện thì hãy xuất hiện trước mặt em ha. Làm phiền cô lấy giùm tôi tờ giấy. Được thôi. Nè. Cảm ơn. Thôi em cúp máy nha. Vậy đi. Chà, cô gái này thuộc loại gì vậy? Bắt cá hai tay đi du lịch cũng được hả? Thì đó, anh chàng ngoài kia cũng đẹp trai lắm. Vậy cũng bị gái bỏ hả? Cái chết của mỗi một cuộc tình, người ngoài sẽ không hiểu được hết đâu. Đúng là không hiểu thiệt. Nè 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 nè, chụp tấm selfie cô đi. Cô nữa lại hả? Selfie. Em ăn chút đi. Thịt xông khói là thức ăn nhanh, trứng luộc thì khô khốc. Anh quen em bao lâu nay, em có từng ăn những thứ này không? Vậy sao? Chúng ta quen nhau lâu vậy, chuyện của em anh hoàn toàn không để ý. Thật sự bắt đầu từ sân bay ở Hồng Kông, em vẫn luôn không vừa ý. Thật sự em còn điều gì không vừa ý nữa? Em nói hết ra một lần luôn đi có được không? Anh lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Không phải là em đang hứng thú lắm sao? Em từ trước tới giờ đều hứng thú vì người ta quay lén em mà. Có phải anh quay lén bạn gái tôi không? Hả? Có phải anh không? Anh làm gì vậy? Có phải anh quay lén bạn gái tôi không? Làm được thì nhận đi chứ. Nói đi.
đủ rồi nha. Anh đừng nổi điên nữa, mình chia tay đi. Tức là cô tới Nhật Bản để nói chia tay với tôi sao? Đúng. Còn có một lý do nữa, là bởi vì ảnh đang làm việc ở Nhật Bản, tôi cố tình đánh đề tạo bất ngờ cho ảnh. Vậy sao cô lại ở bên cạnh tôi? Tôi không ở bên anh sao biết bản thân không còn yêu anh nữa chứ. Cái điện thoại này là tôi tặng cho cô đó. Làm ơn đừng dùng thứ mà tôi tặng cô để cua thằng con trai khác được không? Anh nói chuyện đúng là rất khó nghe. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi mua cái máy mới. Bây giờ tôi lập tức đi cua gái mới đây. Nè, thật sự điện thoại của anh chưa bị hư, chỉ là màn hình bị trầy chút thôi, còn giữ lại được mà. Với điều kiện như tôi đây, cần giữ lại không? Lấy chơi game đi. Bảnh quá đi, đàn ông lắm. Thấy sao hả bà xã? Hả? Nãy giờ từ lúc ở sân bay về tới nhà, mặt em cứ luôn bí xị như vậy. Cho dù em muốn phán anh tội chết, em cũng phải nói cho anh biết anh phạm phải tội gì chứ. Mami đó, kiếm mami đó. Mami gì chứ? Người mami mà anh đến hộp đêm bàn công chuyện đó. Sao em biết anh từng đi hộp đêm bàn công chuyện gì hả? Tất cả là do anh hết. Tiền trảm hậu tấu, đăng ký kết hôn với em, để cả cuộc đời em đều bị anh nắm giữ. Chỉ vì anh muốn khởi nghiệp, chúng ta từ nhà lớn dọn sang nhà nhỏ. Tội chết của con không phải như vậy. Má à? Má vợ. Chết vì do má chỉ các con kết hôn nhanh ở bên Mỹ, còn lừa gạt cô của con vì có bầu nên mới cưới. Má à, không phải má đang ở trên máy bay sao? Chuyến bay đổi sang sáng ngày mai, cho nên má về đây để cho mọi người gặp mặt má một chút. Má vợ nói đúng lắm đó. Em đó, lúc nào cũng ghen tuông lung tung mà thôi. Không liên quan đến con gái cưng của má đâu, đều do lỗi của má. Lúc má còn trẻ tuổi, thương người khác một cách tùy tiện, kết quả gặp phải người đàn ông xấu. Sau này đẻ ra con gái cưng của má, vì thế nên mới khiến cho nó có yêu cầu cao trong việc chọn đàn ông nè. Còn muốn trách thì trách má đi ha. Không trách má đâu mà. Nè, nói vấn đề chính. Lần này trên máy bay, má gặp được người đàn bà Brazil nhiều con đó. Một mình bà dẫn theo 5 đứa con trai tinh nghịch. Đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa nhỏ nhất còn đang ẵm trên tay. Má lại hỏi người ta lấy bí kíp sinh con trai hả? Nè, người đàn bà Brazil nhiều con có 3 trọng điểm. Đàn ông là chiến sĩ, đàn bà là thành lũy. Có sinh được con trai hay không, quyền quyết định trong tay đàn ông. Điều thứ hai, thời gian để hành sự là tương đối quan trọng đó. Má, người con rể tốt của má đó đi ra hộp đêm bàn công chuyện với người ta. Con không cho ảnh đụng vào con đâu. Tòa thành lũy con nè, phong tỏa thành. Sao con biết ảnh có bị lây bệnh S hay gì về không? Đưa em phần xét nghiệm sức khỏe đi. Ông xã của em anh nè, đó giờ có bệnh ưa sạch sẽ, nắm tay cũng không có nữa. Làm sao mà có bệnh S hả? Mấy giờ à, con lên trên lầu tắm trước đã. Tối nay má ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đi tắm bụm bụm đây, rửa sạch hết tất cả vi khuẩn. Tính khí như thiếu gia vậy đó. Trời, con gái thì nó đúng là thiếu gia mà. Dỗ ngồi con 3 lần thì con què với ảnh thôi. Đàn ông sau khi kết hôn rồi không biết lãng mạn nữa. Ảnh cũng không biết nói lời ngon ngọt. Chồng xấu xa. Má à, má lấy điện thoại con làm gì vậy? Kêu nó dỗ ngọt con 3 lần thì con sẽ què với nó phải không? Ok ok ok. Mới nhận nhà nhiều thứ phải lo lắm. Mệt quá đi. Dọn nhà chuyện lớn như vậy, ông xã của cô sao không phụ cô? Sau khi chúng ta đi Nhật Bản trở về, anh rất bận rộn. Không biết có phải vì dự án công ty xảy ra sự cố không, anh phải tự mình làm. Nè, chuyện của đàn ông để họ tự giải quyết tốt hơn. Có chuyện gì xảy ra, cô nhớ phải giữ chặt căn nhà, bảo vệ đứa con, giữ kỹ tiền riêng tư của mình, tuyệt đối đừng đưa cho ảnh. Nè, tôi thì chỉ có thẻ ngân hàng thôi, không có tiền riêng đâu. Nhưng Phi Phi thì có nhiều thứ phải giữ đó. Đúng là sau khi trở thành người mẹ thì cũng có dành dụm được ít tiền đó. Nếu như mà tôi chỉ nói nếu như thôi. Nếu như Kim Hùng mở miệng muốn mượn tiền, cô nhớ là tiền đang để trong ngân hàng mua cổ phiếu, đang mắc kẹt không lấy được. Ảnh muốn lấy thì kêu ảnh tự mình đến nói với tôi. Trời ơi, mặt cô sao nghiêm túc như vậy chứ. Cô nói chuyện giống như Kim Hùng muốn chạy trốn thật vậy. Mắt của tôi nói là
đàn ông bọn họ trước khi phá sản sẽ để lại tất cả cho bà xã của mình, còn phải giả bộ ly hôn nữa đó. À, nếu ông xã của tôi mà như vậy thì tốt rồi. Trời ơi, cô trù éo ông xã mình như vậy sao? À, xui 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 xui. Alo. Anh yêu à, bản kế hoạch và hạch toán của anh đã chích một liều thuốc bổ cho tất cả các cổ đông. Toàn bộ đều trong tay tôi. Chúc mừng cô. Còn nữa, sáng nay Lâm Á Quân qua Hồng Kông để an ủi Carrie, ông chủ lớn của anh. Cô hy vọng có thể lấy công chuộc tội, cô chấp nhận lấy quyền lợi của mình trong dự án lần này, bán một nửa lại cho anh. Đây không phải là lời xin lỗi, mà là lời cảm ơn đắt giá. Tôi hy vọng số tiền đó sẽ được chuyển qua từ tài khoản Hồng Kông của anh. Như vậy thì mọi người mới hết lời để nói. Chỉ cần đi bước này thôi, sau này tất cả mọi dự án anh mới có thể đưa ra ý kiến một cách danh chính ngôn thuận. Tôi hiểu mà. Bao nhiêu tiền? 10 triệu đô Hồng Kông. Nếu như anh không có... Tôi sẽ tìm nghĩ cách. Nói sau nha. Kim Hùng. Ờ, Marie. Ờ, nè, biểu đồ của Tuấn Nhật Hồ tôi xem qua rồi. Ờ, không thành vấn đề. Cảm ơn. Vậy tôi kêu người vẽ nha. Làm tốt lắm. Tôi nghe nói là Lâm Á Quân đó qua Hồng Kông rồi. Ông chủ lớn thì muốn sắp xếp ăn chung bữa cơm với cổ đó. Ừ. Anh cũng đi chung đi. Có anh ở đây, dự án bắt kinh quyết trước mới có thể giải quyết được đó. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì tốt rồi. À, không biết tại sao có anh ở đây tôi mới có thể yên tâm được. Đột nhiên tôi rất muốn ăn một bữa cơm thật ngon. Nè, nói bà xã của anh thêm đôi đũa, tối nay qua nhà của anh ăn cơm. Sắp 5 giờ rồi, tôi không biết bà xã tôi sẽ làm món gì cho anh ăn đâu. Ừ, tiệc nhà giống như tiệc quốc gia vậy. Cơm nhà thường ngon hơn so với sơn hào hải vị đó. Ừ. Thế nào cũng sẽ có món canh hầm để mà uống, có phải vậy không? Có chứ. Tốt quá, hay quá, hay quá. Đợi anh đó. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.